giờ trân trọng kính mời bạn gái của chúng ta ngày hôm nay bước lên sân khấu. Wow, vỗ tay các bạn ơi, vỗ tay các bạn ơi. Mời em ngồi. Anh Linh ơi, anh nghe vỗ tay rồi. Anh nghe giọng em nó rung đẩy và nghẹn ngào không? Nghẹn ngào rồi. Và trên cả tuyệt vời anh Hà. Đẹp lại lắm, một áo dài duyên dáng anh Linh ơi. Bạn tên gì? Em tên là Đồng Thị Kiều Anh. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Năm nay em 27 tuổi rồi. 27 tuổi, không quá lớn cũng không còn trẻ. Hiện nay em đang làm gì? Hiện nay em đang làm giáo viên. Giáo viên? Giáo viên dạy về cái gì em? Em dạy môn vật lý cấp 2. Giáo viên vật lý cấp 2 nghe có vẻ hơi khô khan anh Linh nhỉ? Đợi chút xíu cho tôi xem. Bên đây, bạn nam mấy tuổi, làm nghề gì? Xin mời bạn trai. Nào. Đâu rồi? Cái gì vậy? Mời bạn ngồi. Cái gì vậy? Anh sao đây vậy? Là chàng trai thí sinh khá nặng ký. Là sao? Mập quá hả? Không phải. Ý tôi nói là đối thủ khá nặng ký với nhiều người đó. Bạn tên gì? Chào anh Nguyên Linh. Chào anh. Mình tên là Trịnh Thái Ninh. Nhà ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mức dáng thì không được xinh nhưng mà ai cũng khen tốt tính. Làm thơ nữa ta. Bạn thích làm thơ lắm hả? Dạ thì một trong những sở thích của em là làm thơ. Làm thơ hay làm thơ gì nhất? Dạ thì làm thơ về tình yêu thôi. Có một bài thơ tình yêu nào hay hay không? Dạ thơ tình yêu có một bài hay nhưng em không biết có hay không. Em thì thấy hay. Đâu bạn thử đọc thử xem. Thì cái bài thơ này em làm là lúc mà nói chung là mình thất bại trong tình yêu. Em mang tình tôi thả trôi sông, rồi quay lại hỏi có buồn không. Em chẳng nhận ra sao cô bé, với em tôi chưa từng nói không. Nghe cũng lạ. Em mang tình tôi thả trôi sông, rồi quay lại hỏi có buồn không. Là chị nghe bên kia giới thiệu thì em thấy làm thơ làm văn đó là em biết con người ta là lai láng tâm hồn thi sĩ rồi. Dạ. Em có hợp với văn thơ vậy không? Em không có hợp với văn thơ. Nói chung là con gái tự nhiên thì nó đương nhiên là nó rất là khô khan rồi. Rồi khi bản thân mà em đứng lớp cũng vậy, vô cùng nghiêm khắc, dường như là không có nụ cười trên lớp trong tiết nữa. Em nghiêm khắc đến mức độ nào là em diễn tả tận cùng sự nghiêm khắc của em? Sợ nghiêm khắc tới mức mà sợ đi đường học sinh đón đánh luôn. Trời ơi, chà cái này căng này nha. Mà từ xưa giờ em đã bị chặn đường lần nào chưa? Cái đó mình sợ thiệt, do mình dữ quá. Nhưng mà từ trước giờ em dạy 5 năm rồi thì chưa lần nào đón đánh hết. Rồi những cái học sinh mà nó ra trường rồi đó thì 20 tháng 11 rồi bắt đầu nó mới gọi điện về cho mình. Có nghĩa là lúc đang học thì có vẻ là không thích hay là ghét cô giáo. Nhưng mà khi ra trường rồi thì nhớ lại những cái tháng ngày được cô giáo nghiêm khắc dạy dỗ mình thì mình vẫn là 20 tháng 11 là quay về tìm lại cô. Đúng rồi. Bây giờ bạn chưa nói ngành nghề do bạn bên kia nghe. Hiện nay em đang làm nhân viên khối văn phòng của công ty bảo hiểm. Em làm về phòng bồi thường. Em làm bao nhiêu năm rồi? Dạ em vô công ty này làm được hơn 2 năm. Vậy là em là người cũng phải nói là tính cách rất là năng động, linh hoạt ha. Thì từ trước giờ em đã có một cái mối tình nào chưa? Có một mối tình chị. Mình đã xa nhau bao lâu rồi em? 2 năm rồi chị. 2 năm rồi. Dạ. Từ đó đến giờ là em vẫn vậy. Dạ. Tại sao không có cơ hội, không tìm được người khác hay sao em? Nói chung là khi mà còn là đi học lớp 12 á, là ba mẹ cấm yêu. Là con trai vô nhà xin đi là không bao giờ cho đi lớp chơi. Lớp 12 là đã 18 tuổi rồi mà em. Dạ. Lúc mà đi học 3 năm cao đẳng thì nhà cũng kêu là yêu thì sẽ dễ hư, xa nhà dễ hư nên gia đình lúc đó nhà cũng chưa cho yêu nữa. Cái xong giờ ra trường 5 năm rồi bây giờ chưa có người yêu, bắt đầu mới hối nè. Bây giờ là hối rồi đúng không? Bây giờ là sợ lắm rồi đúng không? Mới có một mối tình ha, bị cấm yêu ha. Còn bên đây sao? Anh có mấy mối tình? Có bị cấm yêu không? Dạ không có cấm, nhưng mà chưa tìm được người hợp tính thôi. Bạn có những cái khuyết điểm gì mà bạn thấy rằng là bạn chưa tìm được cái tình yêu? Em thì em thấy mình có mấy cái đặc điểm sau mà không biết sao người ta không thích. Nhất là em không có nhậu được. Không nhậu? Dạ, uống xã giao con trai thì được. Nhiều hơn thì thôi. Thứ hai nữa là em không có biết đánh bài. Rồi, tốt. Gì nữa? Thứ ba là em
không biết đua xe. Tốt luôn, quá dạ, tốt. Chạy xe có 30 cây số giờ bị chê hoài. Tại xe chạy không nổi. Dạ đổi xe nó cũng. Tại xe chạy không nổi là sao lên? Ai biết, từ từ biết. Gì anh làm em tò mò quá, chạy xe mà chạy không nổi là sao? Là không có sức khỏe hay sao? Cái đó từ từ tính. Sau bao một thời gian dài bị gia đình cấm cản không cho yêu, vậy em nghĩ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em nghe bên kia giới thiệu có một đặc điểm mà em khoái á. Khoái? Không có biết nhậu. Không biết nhậu là bên đây khoái. Bên đây có rồi, có rồi. Đặc điểm em khoái cái nữa là vui tính. Khoái cái nữa là vui tính. Bên đây quá vui luôn. Hai cái khoái. Khoái gì nữa không em? Rồi nói chung em cũng thích một người là đừng quá mập. Bên đây không, bên đây không hề mập. Chỉ hơi hơi thôi. Hơi hơi là hơi hơi bao nhiêu? Hơi hơi chút biết. Thế bên đó thích bên đây thế nào, chứ bên đây là vóc dáng rất là chuẩn nha, rất là cân đối em. Bên đây body ngon. Ngon không? Rồi rồi rồi. Em đi body ngon. Em thích làm sao nữa? Nói chung là mặt mũi thì cũng đừng quá xấu. Nhưng đặc biệt là em không có thích người có râu quai nón. Không thích người có râu quai nón. Bên đây không có cọng râu nào luôn. Tò mò quá. Tôi nói bên đây rất tốt tính nha. Hồi đó giờ chưa có yêu ai bao giờ, chỉ yêu đơn phương thôi nha. Có nắm được cái tay cô nào được hôn bao giờ chưa? Dạ hôn thì chưa. Mà nắm tay thì chơi mấy trò chơi vận động tập thể gì nắm hoài. Chơi trò chơi. Tức là hai, coi như 20 mấy năm rồi còn gì đúng không? Để em hỏi bên đây, em là có một mối tình. Cứ cho là có một mối tình thì em đã nắm tay chưa hay hôn nhau chưa? Dạ chưa hôn nhưng mà có nắm tay. Có nắm tay luôn, có nắm tay rồi. Bây giờ em có muốn nắm tay nữa không? Nếu ảnh cho phép. Anh ơi, nếu ảnh cho phép là bên này nắm tay nha. Nhưng mà bây giờ trước khi anh cho phép hay không á, thì phải để chị phải coi chị duyệt cái đã. Nếu mà chị thấy được thì em hẳn nắm tay. Còn không đưa tay ra chị mất công mà lấy vô em ơi. Coi đi, ấn tượng lắm. Không có râu quai nón nhưng có râu lơ phơ, không mập nhưng rất bệ vệ. Trước khi anh qua anh nhìn ngắm cái dung nhan của bạn em bên đó, anh hỏi mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì cái hồi mà em nhỏ à, mười mấy tuổi á, là bắt đầu chập chững tập yêu á, thì em nhớ là lúc đó em đặt ra một cái bộ tiêu chuẩn đến 18 điều lần. Dữ vậy? Trời ơi, hèn chi, tới giờ không ai yêu ổng luôn. Không, cái mỗi năm cái nó lớn lên chút, người cơ ế nó tàn lên chút, cái nó giảm bớt đi, giảm riết, giờ em còn có 3 cái. Ba cái rồi, em kể nghe dạ, được, có không? Thì ba cái này thì đầu tiên là biết biết tự lập. Tự lập. Thứ hai là biết lễ độ. Và cuối cùng là biết nấu ăn. Đơn giản. Thứ hai là cái gì anh Linh ơi? Lễ độ. Trời ơi, đây giáo viên mà dạ. Rất là tự lập, tự dạy, tự kiếm sống, thậm chí nuôi gia đình. Đủ 3 tiêu chuẩn, có đủ luôn. Em bao hàng với anh luôn. Hỏi dáng vóc em thích thế nào? Cao, lớn, hay mập, lùn, mang kính đen? Nếu đâu mắt đỏ thì nên đeo kính đen cho nó an toàn. Em thích vóc dáng như thế nào? Dạ thì nói chung là bạn thon thả bình thường thôi. Thon thả bình thường. Dạ. Nếu thích da trắng hay da ngâm hay da đen? Dạ da gì cũng được. Miễn có da thôi hả? Dạ. Có thích giống em không? Dạ cũng được. Bên đây người ta bao hàng, dáng chuẩn, mặt đẹp. Sao? Cô đang khển. Áo dài, duyên dáng, dễ thương. Theo anh là được. Theo chị cũng là được. Theo anh là được. Con nôn nóng gặp chưa? Dạ cũng hồi hộp đó. Hồi hộp đúng không? Dạ. Nhưng trước khi gặp hớp cái bụng vô. Em chuẩn bị tinh thần nha. Em phải ngồi vững lên ghế nha. Chị nói trước râu quai nón không có, nhưng mà râu lơ phơ nha chị đó. Chuẩn bị quay mặt qua tấm màn. Màn đâu? Kéo lên. Hớp bụng vô. Trời ơi.
Chúng ta sẽ có 2 phút cảm nhận để quyết định có hẹn hò hay không. 2 phút bắt đầu. Thôi em bắt đầu thôi, em không nói được. Bây giờ anh nói, giờ nói. Em bất ngờ quá, nói đi. Bất ngờ gì? Tại sao lại bất ngờ? Sao bất ngờ ghê ghê vậy trời. Nói chung là mình tưởng tượng hơi quá. Mà xuất hiện thì vượt không mất tưởng tượng. Cái gì? Gì sao sao anh? Em nói chung không có thích người mập. Giờ xuất hiện vậy nên mình cũng hơi bất ngờ. Chị thấy này bệ vệ thôi. Em nói đi em. Mình phải ưu điểm mình lên nói đi. Thì mập hay ốm, ngắn hay dài thì nói chung thì nhiều khi nó cũng không quan trọng. Chủ yếu là tính cách thôi. Nếu mà nó phù hợp thì nó vẫn tốt. Chứ còn mập ốm thì thay đổi được. Không nói lên vấn đề gì em. Dạ. Tiếp nhanh lên, có 2 phút thôi hai bạn. Không biết nói gì. Nhìn nhau đi, chúng ta còn 10 giây nói câu giao gì đi. Giao nhau ánh mắt đi, tìm. Nói đi. Em trai. Dạ. Nói đi. Hết thời gian. Bạn cứ cười hoài, không biết nói gì luôn. Cười hoài. À, như vậy là hai bạn cũng đã có 2 phút để nói chuyện với nhau, để hiểu thêm về nhau, nhìn nhau, nhưng mà cũng hơi e thẹn. Và các bạn sẽ có 3 khắc để quyết định xem chúng ta có nên hẹn hò hay không. Mời các bạn đặt tay vào chuông. Đồng ý, nhấn nút. Không đồng ý, khỏi nhấn. Khỏi nhấn. Sẵn sàng. Hai cái tim có cùng chung nhịp. 1, 2, 3. Như vậy bạn nữ đồng ý hẹn hò. Còn bạn nam, lý do tại sao bạn lại không đồng ý hẹn hò với người nữ? Hơi ngại một chút. Nhưng mà thực sự thì nếu bạn không thích người mập thì mình cũng... Có lẽ bạn hơi tự ái đúng không? Dạ. Tự ái khi bạn nữ chê mập đúng không? Có một chút ngần ngại nhẹ. Đứng dậy. Em nghĩ sao? Dạ. Khi mà bạn chàng trai mập kế bên không đồng ý hò hẹn với mình. Nói chung đó là sự tự do của bên đây. Em cũng không có gì hết. Em có buồn không? Cũng có chút chút, nhưng mà không sao. Mà tại lỗi cho mình trước, mình chê người ta mập đó. Thì do anh nói là ngoại hình có thể thay đổi được. Còn em thì cảm nhận là cái đó là người ta hỏi là em là cái sở thích như thế nào thì em nói thiệt. Còn đối với em thì em quan trọng cũng bởi cái tính cách thôi. Đây là một cô gái rất là thật lòng, rất là chân chất. Người ta nghĩ sao người ta nói vậy. Sự thật lòng mà bị từ chối thì thôi thì mình cũng chấp nhận. Mà bạn có tiếc rằng bạn đã đưa ra lời từ chối quá sớm không? Thực ra thì em nghĩ là cái sự hòa hợp thì nó nên khẳng định ngay từ đầu. Còn nếu như có một cái gì đó e ngại thì mình cũng không nên miễn cưỡng. Tại vì miễn cưỡng cũng không hạnh phúc đâu mà. Dạ. Dù sao đi nữa thì hai bạn cũng đã đến với nhau để hiểu nhau. Và chúng ta không có thời gian hẹn hò, không đồng ý hẹn hò. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ là những người bạn với nhau. Cũng bắt đầu từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hy vọng lần sau nếu có điều kiện chúng ta hiểu nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ đến đây để cùng quyết định hẹn hò với nhau lần nữa. Các bạn có đồng ý không? Dạ. Dù sao thì đây cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Tiếc là hai bạn chưa đã tìm được một cái tiếng nói chung. Nhưng hy vọng rằng ở ngoài cuộc sống của chúng ta thì các bạn sẽ tìm được những hạnh phúc cho riêng bản thân của mình. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và chúc hai bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn hai bạn đã tham gia.